Hello, xin chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh channel Việt Home Houston. Và hôm nay Vinh được vinh dự rất là đặc biệt mời một vị khách rất là đặc biệt đến với channel của mình ngày hôm nay. Chị tên là Cindy Võ, chị làm về công ty Tidal. Và xin chị Cindy tự giới thiệu bản thân. Cindy xin chào em Vinh cũng như chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Cindy hiện tại đang là escrow officer với lại công ty Providence Tidal. Thì công ty này chúng ta có khoảng 22 chi nhánh khác nhau trên toàn tiểu bang Texas. Để chia sẻ thêm một chút về cái kinh nghiệm của Cindy thì đã trong ngành khoảng 18 năm rồi. Wow. 18 năm thì trước đây đó mình đã trong cái ngành làm loan khoảng chừng 5 năm. Xong sau đó vì cái đam mê muốn giúp cho nhất là những người cộng đồng người Việt của mình, cho nên là Cindy đã chuyển sang cái ngành làm title. Thì giống như chị đã nói là khoảng cũng gần 20 năm rồi đó. Wow. Với một số năm kinh nghiệm dày đặc như vậy thì quý vị cũng rất là tin tưởng về cái những cái gì mà chị Cindy sẽ chia sẻ ngày hôm nay nha. Thì nói chung mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Ngày hôm nay thì hôm nay mà channel sẽ giới thiệu cho quý vị cũng như nói về những cái vấn đề liên quan về title nhà và cho quý vị có một cái khái niệm tốt hơn về title nhà của mình, cũng như là khi mà quý vị đi mua nhà hoặc là bán nhà, quý vị sẽ hiểu được những cái vấn đề liên quan đến cái title nhà của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà em muốn đặt ra cho chị Cindy á, là xin chị Cindy giải thích sơ, tại có nhiều người họ không hiểu. Thì có xin chị giải thích sơ là cái title nhà là gì và những cái trách nhiệm của công ty Tidal về cái Tidal nhà trong một cái cuộc giao dịch về mua bán nhà đó nó như thế nào? Ok, được. Thì công ty Tidal nhà đó còn dịch ra tiếng Việt là công ty quyền sở hữu nha. Quyền sở hữu thì mỗi cái tiểu bang nó có cái luật khác nhau. Thì đối với công ty quyền sở hữu ở tại Texas này á thì họ đóng hai cái vai trò khác nhau quý vị. Cái vai trò thứ nhất là để tìm tòi những cái danh sách để coi cái người mà đang sở hữu cái nhà đó có phải thật sự là cái người đang bán cái nhà hay không. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là mình phải coi có bất cứ cái nợ nào đã để trên cái nhà đó hay không. Thì trách nhiệm của công ty Tidal khi mà mình nhận cái hợp đồng rồi mình phải xem xét qua, mình phải coi tất cả có đúng như vậy hay không. Đó là một cái trách nhiệm. Còn một cái vị trí khác nữa đó là gọi là giữ quỹ, có nghĩa là escrow. Thì công ty Tidal sẽ là công ty trung gian để mà nhận tiền của người mua trả cho người bán. Nếu mà có bất cứ cái nợ nần nào hay là những cái chi phí nào đó, chẳng hạn như tiền quay hồng của những người môi giới, những người realtor, thì ở đây tất cả phải chịu trách nhiệm. Những cái phần đó mình phải trả check cho họ hay là chuyển tiền đi để mình bảo đảm là sau khi mà nhà đã được ký xong, nhà chuyển sang tên thì không có một cái gì mà dính dáng tới cái nhà này nữa. Đó là hai cái vai trò rất là quan trọng. Đúng rồi. Vậy chứng tỏ là những người nào mà mua nhà thì họ rất là an tâm, vì tại vì giống như là ở Mỹ này thì có một cái công ty giống như công ty Tidal sẽ lo hết tất cả về giấy tờ, make sure là tất cả mọi thứ ok hết và nợ nần được trả hết tất cả khi mà bàn giao qua người chủ mới, đúng không chị? Đúng rồi. Sở dĩ mà mình làm như vậy đó quý vị, đó là tại vì giống như quý vị biết, mình mua cái xe thì mình phải có cái bảo hiểm xe. Đúng rồi. Đúng không? Mình mua nhà thì mình phải có bảo hiểm nhà. Thì bên công ty Tidal giống như là cái quyền sở hữu, mình cũng sẽ có cái bảo hiểm để bảo vệ cái quyền sở hữu của mình. Thì tại sao cái phần đó rất là quan trọng? Chẳng hạn như ngày hôm nay em Vinh em mua nhà, đúng không? Thì bên công ty Tidal đã làm tất cả những cái liệt kê ra, bảo đảm là không có gì xảy ra hết. Sau khi đó, đó thì mình sẽ cung cấp cho em một cái bảo hiểm về quyền sở hữu. Và sau này em Vinh em sẽ bán một cái nhà, ok, cũng bán một cái nhà đó luôn. Mà chẳng hạn như thí dụ mình lại đi qua một cái công ty Tidal để mà mình bán nhà, rủi ro mà cái công ty Tidal đó nó sẽ tìm được một cái nợ của người chủ trước của em. Thì đó, nếu mà em không có cái bảo hiểm về cái quyền sở hữu nhà của mình thì em phải bị dính cái nợ đó. Wow. Ok. Còn tại vì em đã có cái bảo hiểm quyền sở hữu, còn gọi là Tidal Insurance đó quý vị, thì á, em sẽ được bảo vệ dưới cái bảo hiểm đó của mình. Cái quan trọng đó là cái tiền mà mình trả cho cái bảo hiểm quyền sở hữu á, chỉ có trả một lần mà thôi. Giống như bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà thì mỗi năm, mỗi tháng mình phải trả. Còn cái bảo hiểm quyền sở hữu là mình chỉ có trả một lần lúc mà mình mua nhà. Còn cái chuyện mà ai trả thì cái đó là cái chuyện thương lượng giữa đôi bên, đa số là người bán chẳng hạn. Nhưng mà cái phần đó rất là quan trọng. Cho nên có nhiều người khách á, khi mà họ muốn mua nhà sang tên không á, mà không đi qua công ty Tidal, tại họ sợ tốn lệ phí thêm đó, thì mình phải khuyên họ là tại sao cái bảo hiểm quyền sở hữu nó rất là quan trọng. Wow, đây là một cái tip quá là hay luôn thưa quý vị. Cho em hỏi thêm chị một cái câu nữa về cái vấn đề nợ nhà. Tại vì giống khi mà chị clear, mà muốn clear một cái title đó,
tìm những cái số nợ mà nó đang trên cái title nhà đó đó. Thì những cái, em biết là nhiều khi giống như là mình có căn nhà đi, mình muốn sửa gì đó cho căn nhà của mình, nhưng mà đến hồi mà mình không trả tiền thì cái người mà contractor đó họ đã có thể để mà bỏ một cái lien lên trên cái ngôi nhà của mình, đúng không? Đúng rồi. Và khi mà mình bán cái ngôi nhà đó thì mình đó là cái nợ của mình, đúng không chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bất cứ ai cũng có thể bỏ cái nợ lên cái nhà của mình hết, kể cả khu HOA. HOA hình như mình còn dịch ra là cái khu chơi đó, khu công viên chơi đó quý vị, trong cái khu nhà mà mình sẽ mua đó. Có nhiều người họ không hiểu nhưng mà cái nhóm HOA rất là mạnh. Chỉ cần mình thiếu họ chừng 1 tháng, 2 tháng là họ có quyền họ kéo cái nhà của mình. Cho nên là nhiều người người ta không có để ý. Thì cái đó là một cái phần, một là những chủ nợ cũng rất là mạnh đó, mạnh lắm luôn. Thì quý vị nên chú ý. Đúng rồi. Giống như em có HOA mà em để set auto pay luôn. Đúng rồi. Trời nó chắc em ăn. Em sợ lắm. Em không có dám gửi mail hay gì hết trơn. Em sợ cực kỳ luôn. Đúng rồi. Có cái gì là họ cứ gửi thơ, họ cứ báo cho mình biết không à. Đúng rồi. Làm này rồi. Làm nọ rất là khó. Đúng rồi. Mà mình không làm thì họ cũng có không nhất thiết là phải kéo nhà. Nhưng mà họ làm khó dễ mình rất là nhiều, họ bắt mình phải sửa, còn không thì họ phạt. Nhưng mà cái phần kéo nhà thì có nhiều người họ không biết. Họ không nghĩ là HOA có cái sức mạnh để mà kéo được cái nhà của mình. Nhưng mà đã từng xảy ra rất là nhiều đó quý vị. Vậy thì chị cho em hỏi thêm câu hỏi thứ hai nè. Câu hỏi thứ hai thì mình sẽ nói là em sẽ hỏi chị là khi mà một người mà đi vô cái bàn closing table á, thì họ trước khi đó nó cũng có thể nữa, thì họ nên để ý về những cái gì khi mà họ nói, họ nghĩ về cái title nhà. Okay. Nếu mà đứng trên cái cương dạng của người mua đi nha, mình nói người mua trước đi. Trước tiên là người mua, là bởi vì tiểu bang Texas là thuộc về thẩm quyền tài sản chung đó, còn gọi là community state nha. Thì cho nên là đó, khi mà người vợ hoặc chồng mua cái nhà, cho dù một người đứng tên trên cái quyền sở hữu thôi, hoặc là chỉ có một người đứng tên trên cái loan, trên cái nợ mới, thì người vợ hoặc chồng kia vẫn phải đi theo ký giấy tờ. Đó, vẫn bắt buộc nha. Trừ khi nào là mình mua cái nhà đầu tư hoặc là kinh doanh, thì người vợ hoặc chồng sẽ không cần đi ký lúc mua, lúc đi mua. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là khi mà quý vị đem tiền theo để mà đưa lúc mà đi ký giấy tờ nhà đó, thì phải nên á, duyệt qua cái người chuyên làm loan. Đó, cái người ngân hàng mà sẽ cho quý vị mượn loan đó. Đó là tại vì á, cái tiền mà từ cái tài khoản của mình á, nó phải đúng như là từ cái tài khoản mà mình đã cung cấp giấy tờ cho họ. Đúng rồi. Đó, trừ khi nào mình mua tiền mặt. Mua tiền mặt thì rất là dễ. Cái cash check á, thì có thể đến từ bất cứ tên nào cũng được. Đúng rồi. Hoặc là tiền mình chuyển vô thì không thành vấn đề. Cho nên đó là những cái điều mà quý vị cần lưu ý. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đi ký giấy tờ thì mình phải xem xét qua những cái giấy ID đó, coi như là có thể là bằng lái hoặc là cái passport, những cái đó là mình nên phải đem theo, nhưng mà phải bảo đảm là nó không có hết hạn nha quý vị, tại có nhiều người không để ý cái tới lúc đi ký giấy tờ cái hết hạn cái chết mồ. Giờ không biết phải làm sao là phải đi renew nó lại thì đúng nó rồi. Sẽ bị trễ nải cái phần closing. Chị cho em hỏi một câu nó hơi specific một xíu. Là ví dụ giống như là bây giờ em đi mua nhà nhưng mà em không đủ income. Đúng rồi. Thì em kiếm một người nào đó, chẳng hạn như ba em thì co-sign cho em, đứng trên cái nợ chung với em, nhưng mà chủ tên nhà thì đến tên em thôi. Vậy thì đến khi mà em muốn bán căn nhà này đi thì có cần phải có ba em đi với em để mà bán căn nhà này không? Câu hỏi này rất hay mà cũng rất là khó. Trước khi trả lời em thì phải ăn thua là khi mà em đi mượn tiền của ngân hàng, người ta làm cái loan cho em cái dạng như thế nào. Đó, thí dụ mà người ta làm cái dạng cho em là em mua nhà để ở, ba em là người co-sign mà sẽ không ở cái nhà này, mà có nhiều cách để co-sign. Có nhiều khi chỉ dùng điểm của ba em, hoặc là có nhiều khi chỉ dùng cái income của ba em thôi. Đúng rồi. Thì ba em sẽ không có một cái phần gì trong cái quyền sở hữu nhà này hết. Đúng rồi. Thì nếu mà là như vậy, khi mà em bán đi thì sẽ không cần chữ ký của ba em. Đúng rồi. Đó thì Vinh hỏi một câu hỏi rất là general, rất là tổng quát thôi. Tại vì mình biết là sẽ có rất là nhiều người rơi vào những cái trường hợp như vậy. Kiểu như là giấy tờ nó lằng nhằng về người đứng tên loan, rồi người đứng chung tên nhà, rồi. Đúng rồi. Nhiều khi không phải là vợ chồng nữa, nhiều khi là chỉ là anh em hay là bạn bè thôi. Thì đó, mong sao là câu hỏi đó sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm. Cũng như là nếu mà quý vị có thêm câu hỏi thì có chị Cindy đây, thì quý vị cứ gọi hỏi nha. Thì câu hỏi tiếp theo mà muốn hỏi cho chị á, là khi mà mình một người mua hoặc một người bán đi đến cái bàn closing là chuẩn bị chuyển giao nhà rồi đó,
thì những cái gì họ nên để ý, chẳng hạn như những cái fee, những cái số tiền á mà nó trên cái tờ closing disclosure đó, họ nên để ý là những cái fee gì? Okay. Trước tiên á, là nếu mà theo cái thủ tục mà đúng á, thì người ta đã được xem xét qua tất cả những cái lệ phí mà họ cần phải trả trước khi họ đến cái bàn để mà ký giấy tờ nha. Đó là cái quá trình mà đúng đó. À, nhưng mà dĩ nhiên có những cái rất là bất ngờ, đúng không? Thì có nhiều khi có những vấn đề trục trặc, giấy tờ không có chuyển qua kịp thời, vân vân. Thì khi mà người ta tới đó, những cái lệ phí trên cái tờ giấy closing disclosure, thì để giải thích thêm cho quý vị, cái tờ giấy đó là tờ giấy liệt kê tất cả những cái lệ phí mà người ta cần trả cho một cái quá trình mua bán nhà như thế nào. Thì bên người mua sẽ có những cái lệ phí bên người mua, người bán sẽ có lệ phí của người bán. Thì cái quan trọng nhất là mình phải coi là dĩ nhiên người bán người ta sẽ muốn biết là người ta đem về được bao nhiêu tiền, đúng không quý vị? Cái số tiền này nó có tương tự với những cái gì mà họ đang tính hay không từ lúc đầu. Chứ chẳng hạn như là tiền quê hồng trả cho địa ốc, đó là những cái tiền mà người bán người ta nhìn vô nhiều nhất. Đúng rồi. Rồi hai cái lệ phí quan trọng nhất là tiền người ta đem về bao nhiêu, tiền trả quê hồng cho địa ốc có đúng hay không. Và cái thứ ba nữa là cái tiền trả nợ nhà của họ có đúng hay không. Cái vấn đề đó mà Cindy gặp rất là nhiều khi mà nói tới cái vấn đề mà trả nợ của cái ngân hàng của người bán đó, là họ nói ủa tại sao tôi còn thiếu có 120 ngàn mà trên đây lại để là 122 ngàn. Thì mình phải giải thích là theo như cái quá trình mà mình trả cái tiền lời cho ngân hàng đó quý vị, thì mình trả cái tiền lời cho ngân hàng á sau cái tháng đó. Cho nên khi mà họ thấy là tôi còn thiếu 120 ngàn thì cái đó là cái tiền nợ của cái nhà, chưa có tính cái tiền lời sau đó. Cho nên là chẳng hạn như bây giờ mình đang ở tháng 2 ha, thì cái tháng 2 đó mình trả tiền lời của tháng 2 là thật ra là cho tháng 1. Đó, rồi mình muốn trả tiền lời cho tháng 2 thì mình sẽ trả vào tháng 3. Thì đó là những cái vấn đề mà người ta không có hiểu, người ta sẽ đặt câu hỏi rất là nhiều là tại sao cái tiền pay off á, cái tiền trả dứt cái nợ của họ, tại sao nó có khác biệt như vậy. Thì cái đó là cái mình giải thích. Còn người mua đó thì dĩ nhiên là họ phải coi những cái lệ phí của ngân hàng có đúng như là trước đây ngân hàng đã đưa cho họ hay không. Thì theo luật của tiểu bang rất là bảo vệ những cái người mua, những cái người mượn tiền, cho nên là hầu như là phải giống nhau hoặc là sơ xích chút xíu mà phải thấp hơn nha quý vị. Còn nếu mà cao hơn mà hơn 10% thì lúc đó là họ phải tính lại. Còn ngoài ra nữa thì họ phải coi là cái số tiền họ cần đem vô là bao nhiêu, chắc chắn rồi. Thì chỉ như vậy thôi, là tiền hàng tháng họ phải trả là bao nhiêu, cái đó rất là quan trọng. Tiền hàng tháng là tiền nhà, tiền lời, tiền bảo hiểm, tiền thuế đất, tiền HOA nếu mà có, tất cả những cái đó có đúng như là cái con số mà cái người ngân hàng đã đưa cho họ trước đây hay không. Đúng rồi. Và em thấy là có một cái mà có lẽ cũng nhiều người cũng để ý, đó là nhiều khi seller họ cho lại credit cho người mua. Đúng rồi. Đúng rồi, thì họ cũng muốn để ý, muốn chắc chắn là cái con số nó chính xác nữa. Đó, thì đó là những cái, cảm ơn chị Cindy ngày hôm nay đã đến và chia sẻ những cái kinh nghiệm lâu năm cũng như là quá tốt đi, cho quý vị có thể hiểu thêm cũng như về thay đổi nhà. Và mong sao là cái video này sẽ giúp cho quý vị có một khái niệm tốt hơn nếu như quý vị đang trong quá trình mua nhà hoặc là bán nhà, và nhìn vào cái thái độ của mình, nhìn vào những cái closing disclosure để mà biết được là mình có làm đúng hay không, và tất cả mọi thứ nó có hợp với nhau và match up không. Đó, thì mà mong sao quý vị sẽ ủng hộ cho Vinh cũng như là cho chị Cindy. Nếu quý vị đang trong quá trình mua nhà hoặc là bán nhà, xin quý vị mà quý vị cần một cái agent tận tâm, thì xin quý vị hãy liên lạc với Vinh, số điện thoại và tất cả info Vinh sẽ để phần trên màn hình cũng như là phần comment, phần description phía bên dưới. Và nếu như quý vị đang trong quá trình mà bán nhà và cần một công ty thay đồ uy tín, chất lượng, thì xin quý vị hãy nghĩ đến chị Cindy. Chị Cindy Võ, thì tất cả thông tin Vinh sẽ để trên màn hình cũng như là phần description phía bên dưới luôn. Và xin chị Cindy chào quý vị khán giả. Cindy xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mong rằng Cindy cũng như Vinh có thể gặp lại quý vị trong những video kế tiếp. Cảm ơn Vinh và cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, xin chào quý vị. Xin chào.